Xin được kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên xin gửi tới tất cả quý vị lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Ngày hôm nay Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi trọn đời, tuổi Canh Tý sinh năm 1960 nam mạng. Duyên dáng, giỏi ngoại giao, chăm chỉ và tiết kiệm là những đức tính nổi bật của những người tuổi Tý. Nhìn chung những người tuổi này thường là người tốt bụng và rất thành công. Vậy thì với tuổi Canh Tý sinh năm 1960 nữ mạng thì như thế nào? Dựa trên những đặc điểm chung của tuổi Tý và cung số của bản mệnh, nữ chủ sinh năm 1960 sẽ có vận trình cuộc sống ra sao? Mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi và chiêm nghiệm đến cuối video. Gia chủ nữ mạng Canh Tý sinh năm 1960 có cung mệnh thuộc cung Càn, mệnh Bích Thượng Thổ, đất trên vách, xương con chuột, tướng tinh con rắn, bà chúa tiên độ mạng. Xét tổng quan cuộc đời bản mệnh, Phong thủy Gia Cát xin được trích dẫn bài thơ sau. Canh Tý mạng thổ cung Càn, đất ở đầu vách, thế mà cứng ghê. Canh Tý sinh thuận tháng này, thìn tuất sửu mùi số này tài cao. Gái sinh xuân mộc khắc chồng, cho hay lỗi số không đồng mùa sinh. Số cô y lộc đủ dùng, không dư chẳng thiếu có chừng mà thôi. Gái mà Canh Tý quyền hành, gặp chồng mạng nhỏ phải đành nhịn ngay. Tánh người vui vẻ dễ thương, thấy mạnh hiếp yếu thì thường nhảy vào. Tiền vận làm có của có kho, bởi không biết giữ trời cho không còn. Bạc tiền như thể chiêm bao, buổi đầu làm khá sớm vào tối ra. Cho hay số ở thiên đình, tu nhân tích đức giữ gìn mai sau. Tổng quan, xem tử vi thấy rằng nữ mạng Canh Tý không gặp khó khăn vất vả, mà còn được hưởng nhiều điều tốt đẹp khi còn trẻ. Nhờ phúc phần để lại nên có nhiều triển vọng để tạo dựng và phát triển sự nghiệp. Trung vận đã được hưởng hạnh phúc, đến hậu vận lại càng cảm nhận được nhiều niềm vui. Theo tử vi tuổi Tý, những người này có số hưởng thọ trung bình từ 76 tuổi đến 82 tuổi. Nếu tích phúc đức, làm nhiều việc thiện thì ắt được gia tăng tuổi thọ. Để tăng cường phước báo, gia trì công đức cho bản mệnh, được thọ trường an khang, Phong thủy Gia Cát khuyên quý gia chủ Canh Tý sinh năm 1960 nên thỉnh về mình pháp khí của nhà Phật Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là pháp khí chiêu tài nạp phúc hàng đầu của nhà Phật, được chế tác từ bạc S999. Mặt trước là biểu tượng bát bảo của nhà Phật, mặt sau khắc chú Bát Nhã Tâm Kinh. Khi mang theo vật phẩm này bên mình, sẽ được thần Phật che chở độ mạng, giúp cho mọi việc được suôn sẻ thuận buồm, tài lộc, ngày càng vững tiến. Hơn nữa, vật phẩm được khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng trước khi đến tay của gia chủ, nên sẽ phát huy được công năng tối đa tốt nhất, giúp sở cầu mong muốn của gia chủ ứng nghiệm thành công. Tình duyên, chuyện nhân duyên của những người nữ mạng Canh Tý được phân chia ra làm 3 trường hợp sau. Những người sinh vào tháng 4 và tháng 9 âm lịch có thể sẽ có cuộc đời có 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên. Những ai sinh vào các tháng 1, 2, 5, 8, 10 và 12 âm lịch thì tình duyên cuộc đời sẽ thay đổi 2 lần. Còn những người sinh vào các tháng 3, 6, 7 và 11 âm lịch sẽ được hưởng hạnh phúc trọn vẹn, tình duyên viên mãn không có sự thay đổi nào. Gia đạo công danh gặp nhiều may mắn và trung vận, gia đạo ấm no, hạnh phúc trọn đời. Từ 27 tuổi trở đi, sự nghiệp vững chãi, vẹn toàn, tài lộc vượng phát, cuộc đời sống trong no đủ, giàu sang. Tuổi hợp làm ăn, Tân Sửu, Giáp Thìn và Đinh Mùi là 3 tuổi vô cùng thích hợp để Canh Tý nữ mạng cộng tác trong công việc. Mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, không gặp bất cứ khó khăn trở ngại nào, mưu sự ắt thành, đại cát, đại lợi. Lựa chọn vợ chồng, kết hôn với những tuổi vừa hợp về tình duyên lại hợp về tài lộc như Tân Sửu, Giáp Thìn, Đinh Mùi và Mậu Tuất thì bạn sẽ tạo dựng được cuộc sống viên mãn, nhiều vinh hoa, phú quý. Còn nếu kết duyên với các tuổi Kỷ Dậu, Đinh Dậu thì cuộc sống của bạn chỉ đủ ăn, đủ tiêu chứ không có dư thừa để tích lũy. Tuy nhiên vợ chồng vẫn yêu thương hòa thuận. Các tuổi Canh Tý, Ất Tỵ, Bính Ngọ và Kỷ Hợi không hợp với Canh Tý nữ mạng cả về tình duyên và tài lộc nên khi kết duyên họ sẽ khiến cho cuộc sống của bạn gặp nhiều vất vả, khó khăn. Bạn cũng nên tránh kết hôn vào các năm xung khắc cho đường tình duyên, đó là 17, 22, 23, 29, 34, 35 và 41 tuổi, nếu không cuộc sống hôn nhân sẽ có nhiều trắc trở. Tuổi Đại Kỵ, bạn không nên kết duyên hay hợp tác với những tuổi xung khắc như là Nhâm Dần, Quý Mão, Mậu Thân, Giáp Dần, Ất Mão, Bính Thân, vì công việc sẽ gặp thất bại, hôn nhân giang dở. Nếu đã lỡ chót yêu thương mới biết là phạm tuổi Đại Kỵ thì không nên tổ chức rầm rộ mà chỉ làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám, sẽ có cơ may chung sống đến trọn đời. Nếu tuổi Đại Kỵ là người thân trong gia đình thì nên thành lập lễ cúng sao giải hạn hàng năm cho mỗi người, sẽ tránh được tai ương và giảm bớt xung kỵ. Năm khó khăn nhất, bạn có đại hạn vào các năm 20, 25,
27, 31 và 34 tuổi, bạn nên an phận thủ thường, tránh hợp tác kinh doanh trong hùn hạp vốn làm ăn hay thực hiện những dự định lớn thì cũng chỉ tốn công tốn phí, lại rước thêm về tai họa mà thôi, nên hạn chế. Mọi việc cần phải hết sức cẩn trọng để phòng ốm đau bệnh tật. Chưa hết, trong năm nay, 62 tuổi dương, 63 tuổi mộ, bản mệnh cũng cần phải chú ý do gặp phải hạn tam tai, một trong những hạn lớn nhất của đời người. Đây chính là kiếp nạn 3 năm liên tiếp, tam là 3, tai là tai họa. Và cứ sau 12 năm thì mỗi tuổi sẽ gặp tam tai một lần. Nó cứ tiếp diễn như vậy suốt cuộc đời, bạn sẽ đối mặt với rất nhiều xui xẻo, khó khăn bộn bề. Đó là những tai nạn như tâm trí bất an, tính tình nóng nảy thất thường, tiền bạc hao tốn, dễ bị mất do trộm cắp. Trong anh em thân tộc họ hàng có chuyện buồn tang thương, đi lại dễ gặp khó khăn, tai nạn bất trắc, dễ bị thương tích, ốm đau, bệnh tật, dễ gặp tai tiếng thị phi, dễ dính vào kiện tụng pháp luật. Để bản mệnh có thể vượt qua năm đầu tam tai bình yên, quý vị gia chủ canh tí nữ mạng sinh năm 1960 nên giữ tâm thái bình tĩnh, tránh khinh suất trong xử lý mọi việc. Bên cạnh đó có thể mang theo bên mình vòng tam hợp quý thần để trợ mệnh, chiêu đón tài lộc, may mắn và bình an. Trong phong thủy, tam hợp quý nhân chính là yếu tố quan trọng trong 12 con giáp. Năng lực của tam hợp khí được xếp vào hàng đầu trong các ngũ hành hóa khí đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên địa nhân, giúp hóa giải, sát khí và cải vận. Ở đây nữ mạng canh tí sinh năm 1960, sử dụng vòng tam hợp thân tí thìn là quý thần phù trợ cho tuổi của bản mệnh. Vòng được thiết kế từ gỗ huyết long hay huyết rồng, là vua của các loại gỗ, có khả năng thấu quang, cho ánh sáng xuyên qua và có mùi thơm đặc trưng, không bị phai mùi theo thời gian. Bên cạnh đó, vòng còn được kết hợp với 3 viên đá mã não màu đỏ, trên có khắc hình tượng linh vật quý nhân, tam hợp, thân tí thìn. Hình tượng này có ý nghĩa chiêu mời quý thần trợ lực, thâu thu tài lộc, đặc biệt có tác dụng cực mạnh trong việc giải trừ năm hạn, thái tuế, tam tai. Hơn nữa, để phát huy được công năng tối đa tốt nhất, vòng tam hợp trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, trì lực và xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại sự bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Ngày giờ xuất hành tốt nhất. Canh tí nữ mạng thích hợp xuất hành nhất vào giờ lẻ, ngày chẵn và tháng lẻ. Mọi chuyện sẽ gặp nhiều may mắn, tránh được rủi ro thua lỗ, thu về nhiều thành quả tốt đẹp. Diễn biến từng năm. Từ năm 20 tuổi đến năm 25 tuổi, vào những năm này, chuyện tình cảm và công danh gặp nhiều thuận lợi, tài lộc có phần suy yếu, canh tí nữ mạng không nên đi làm hay là đi du lịch xa sẽ tránh được tai bay, vạ gió. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi, tiền tài và chuyện tình cảm có nhiều cơ hội để phát triển vượt bậc vào những năm này. Khoảng thời gian này rất phù hợp cho nữ mạng canh tí thành lập gia thất, ngoại trừ năm 29 tuổi, mọi chuyện sẽ suôn sẻ và có nhiều thành quả bất ngờ. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, mọi sự ở mức trung bình. Vào những năm này, có hạn nặng vào tháng 10 của năm 33 tuổi, cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe, kẻo đổ bệnh bất ngờ, đau ốm liên miên. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, nhiều chuyện hay đẹp sẽ đến với canh tí nữ mạng vào khoảng thời gian này. Công danh sự nghiệp đều thuận lợi, gia đạo êm ấm, hạnh phúc. Nhưng năm 37 tuổi, gia môn có hạn lớn, cần phải chú ý hơn đến con cái. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, những năm này mọi chuyện không được suôn sẻ, may mắn cho lắm, nên tránh giao thương hay đầu tư cho những dự định lớn sẽ không, tốn của hao công. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, không có biến cố nào lớn xảy ra đến với canh tí nữ mạng vào những năm này. Tiền tài và gia đạo đều bình ổn, tuy nhiên, chuyện công việc có đôi chút không thuận lợi, không thu được nhiều thành quả như trông đợi. Từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi, vào những năm này, có nhiều biến cố xảy ra đến với gia đình nữ mạng canh tí, cuộc sống bị đảo lộn, sự nghiệp có nguy cơ bị tan rã, sức khỏe suy yếu. Dù có chuyện gì xảy ra thì cũng nên giữ bình tĩnh, nhẫn nại và sáng suốt để tìm ra phương hướng giải quyết hợp lý nhất, tránh để sự việc trở nên xấu đi, ảnh hưởng không tốt đến gia đình và cuộc sống của bạn. Từ năm 56 tuổi đến năm 60 tuổi, trong khoảng thời gian này, mọi chuyện có nhiều biến chuyển tốt đẹp, gia đạo êm ấm, vui vẻ. Dù vẫn vậy thì cần phải chú ý đến vấn đề tiền tài. Sức khỏe giảm sút, đau ốm triền miên, cẩn thận có vận hạn bất thình lình ập đến vào những năm này. Thưa quý vị, việc nắm bắt được tử vi chọn đời sẽ giúp cho quý vị tránh được những vận hạn mà tận dụng được những giai đoạn tốt của vận trình để có thể phát triển bản thân. Những chia sẻ trên đây đều mang tính chất chiêm nghiệm, vì vậy mong rằng quý vị gia chủ đón xem một cách hoan hỷ và có sự phòng bị, chuẩn bị cho cuộc sống của mình. Chúc quý vị chúng ta luôn sức khỏe, may mắn, tài lộc, vạn sự như ý.